Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Anh Âm Thanh. Và hôm nay như đã nói thì em sẽ test thực tế cái công suất của cục đẩy Audio King HS620. Như hôm vừa rồi em có đăng clip lên và nói mọi người rằng em bao anh em đánh hai cặp loa full 30 côn 76 bảo hành 6 tháng. Và tại sao em nói như vậy? Vì em có cơ sở. Và đây chính là cái lời giải thích chính đáng nhất để mọi người cùng khám phá. Bởi vì rất nhiều anh em có gọi điện và hỏi rằng là con này liệu có đuối không, đánh có được không, nhìn chỉ có 16 sò thôi, gọi là vân vân và vân vân. Rất nhiều câu hỏi vì sao mà chúng ta quên mất rằng công suất của một con đẩy nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, không chỉ mình sò. Đó, nhiều anh em vẫn hỏi là tôi mua một con đẩy, ông bán cho tôi, ông quảng cáo là 1.300W một kênh mà thấy có 16 sò nguồn to bằng cái đít bát. Vâng, thưa các bác, đó là những con mạch class TD, sò được đâu bao nhiêu con đâu. Và đúng nguồn sung nguồn bằng cái đít bát, nhưng công suất lên tới 1.500 chứ đừng nói là 1.300. Và hôm nay thì em sẽ test thực tế con đẩy Audio King HS620 cùng với hai cặp loa full 20HC. HC, đây là một cái dòng loa em bán rồi. Và hiện tại là phải mượn thêm một cặp nữa. Để làm clip cho mọi người xem. Và tại sao phải mượn cặp loa này, đây mọi người cùng xem nhé. Đây là cặp loa HC Audio chính hãng HC với công suất thùng. Với công suất thùng các bác nhìn rồi ghi rõ ra mà 450W một thùng nhé. Công suất của cái dòng này nó còn, thậm chí nó còn lớn hơn những cái loa full 40 thông thường ấy. Những cái loa full 40 thông thường các bác nhé, nó thậm chí nó còn lớn hơn. Và con loa này còn rất là mới, được sản xuất vào tháng 12 năm 2018. HC là một cái dòng thương hiệu rất lớn của Italia. Và đây là cặp loa HC TM12 cộng Hoàng Anh Âm Thanh có bán. Và anh em có thể là xem trên trang cá nhân, trên Facebook cá nhân hoặc là Zalo của Hoàng Anh Âm Thanh. Con này tiếng rất là hay, rất là phê. Tần số có thể xuống tới 40Hz cho những con loa full, thực sự là hiếm, rất là hiếm. Độ nhạy 98dB, trở kháng 8 ohm. Và công suất cho một thùng là 450W. Và hiện tại là em đánh hai cặp luôn các bác nhé. Đây, em đánh hai cặp này luôn. Đây, đường live ra đây. Em đánh hai cặp này cho mọi người yên tâm nhá. Mỗi một kênh em đánh một cặp. Mọi người biết nhá, đây là loa với công suất thùng là 450W một thùng nhá, chứ không phải là 300 hoặc 350 như những cái dòng loa thông thường. Và bây giờ thì em sẽ test cho anh em xem. Bác ơi, cái mật khẩu là gì nhỉ? Rồi, ok. Hiện tại thì cũng đấy, em cho mắc đi. Em cho maximum đi. Music của con này mắc nó sẽ là 86 nhá. Sẽ là 86, và hiện tại bây giờ nó đang hạn chế ở cái mức độ là 60. Để em bỏ cái giới hạn đi. Mắc. Rồi, ok. Bây giờ em cho nó lên luôn. 23 mấy nhỉ? 25 một công. Vào. Để em cho mắc này. Điện thoại này. Em cho mắc luôn này. Mắc nhá. Thank you.
thấy rõ đấy ạ. Đánh căng đét, em dùng từ đánh căng đét, hai cặp loa full 30 HC từ 19 con 76 công suất thùng bằng 450W một thùng các bác nhé. Bác lưu ý nhá, 450W một thùng, không hề đơn giản. Và đây đánh căng đét với một không gian rất là rộng. Đấy, em nói thẳng luôn, đây là một khu nhà. Khu nhà này khu nhà dãy nhà trọ các bác nhá. Để một không gian rất là rộng nhá. Rất là rộng. Được chưa? Nhưng mà nó đánh cho không loãng một tí nào. Đây là em đánh ngoài trời, còn nếu các bác chơi trong phòng ấy, các bác chơi trong phòng thì các bác nghĩ rằng là với cái công suất đó, với cái loa đó, anh em chơi trong phòng thì anh em chơi được bao nhiêu? Nên cái dòng này anh em mà lắp phòng, lắp gia đình, lắp karaoke, trong lắp phòng karaoke chuyên nghiệp, lắp karaoke gia đình cực kỳ phê. Tiếng rất là hay, và em nói rồi, em bảo hành cho các bác là 6 tháng sử dụng. Được chưa? Mọi người quan tâm vui lòng liên hệ Hoàng Anh Âm Thanh theo số điện thoại 0908 913171 hoặc 0904 767835. Lưu ý với anh em một điều nữa, để chúng ta lần sau chúng ta kinh nghiệm đi mua đẩy, đi mua những cọc cục công suất ấy, chúng ta đừng quá lăn tăn, đừng quá lăn tăn về vấn đề sò bao nhiêu con hay như thế nào ấy, tốn tiền bị chăn cho. Anh em cứ lấy thực tế về công suất, và có clip test như thế này bảo hành ra làm sao, đến với Hoàng Anh Âm Thanh tất cả em sẽ giải đáp. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.